Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đang đến thăm kênh của Ngọc Ánh. Kênh Ngọc Ánh chia sẻ những kinh nghiệm về đầu tư bất động sản và kinh nghiệm về cách làm môi giới bất động sản để được nhiều tiền. Ngọc Ánh thích làm ra tiền. Ngọc Ánh muốn chia sẻ với các bạn những gì Ngọc Ánh biết để mình cùng làm ra nhiều tiền. Money, money, money. I am the money maker. Hôm nay, anh sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề. Tại sao ở Mỹ không nên mua nhà to, nhà rộng? Tại vì các bạn ơi, nhà càng to thì chi phí càng nhiều. Ông bà mình nói là to thuyền thì lớn sóng. Ở Mỹ, tiền thuế nhà đất rất mắc. Tại sao? Tại vì chính phủ dùng tiền thuế nhà đất để trả tiền cho cảnh sát giữ an ninh cho chúng ta, để trả tiền cho cứu hỏa để tới giúp chúng ta trong lúc có việc khẩn cấp và tắt lửa nếu có chuyện cháy nhà. Tiền thuế đất cũng dùng để xây dựng trường học và trả lương cho cô giáo. Tiền thuế đất cũng dùng để sửa chữa, tu chỉnh điện nước, đường dây điện, đường xá trong tỉnh. Cho nên thường thường là giá tiền thuế đất cũng khoảng chừng 2% cái tiền giá trị cái nhà. Ngoài tiền thuế đất, nhà mà càng lớn, sân càng rộng thì thuế đất càng nặng. Nó tính theo square foot. Đề thứ hai, để bảo trì nhà, tiền điện để chạy máy lạnh hoặc là chạy máy sưởi cho nhà. Nhà nó càng lớn thì tiền chi phí điện lực càng mạnh, càng nhiều. Đã khi mình mua nhà là mình phải tính là mình có đủ sức để trả những chi tiết phụ trội như thế không? Sân trước, sân sau, vườn bông mình cũng phải chăm sóc, không có để cho nó héo, cho để cho nó hư, để sân cỏ nó vàng đi. Nếu mình để cho sân cỏ đi mình không chăm sóc, cỏ mình không cắt thì mình sẽ bị chính phủ phạt. Chính phủ cho thanh tra lái xe đi vòng vòng để coi có ai phạm luật không. Không cắt cỏ, không chăm sóc. Thành ra càng sân càng rộng thì càng khổ. Nếu bạn có những trồng cây ăn trái thì bạn phải thu hoạch nó, chứ để cho nó rớt xuống rồi hư thối trên dưới đất thì cũng bị phạt. Tại vì cái đó sẽ làm mất vệ sinh cho cả cái khu. Bởi vậy thành ra ở Mỹ nếu mình không có giàu, không dư giả thì đừng mua nhà cho lớn. Mấy bạn nói, ủa tại sao mà ông có nghèo mà ông ở nhà lớn? Thì thường thường những người ở nhà lớn như vậy á, thứ nhất là họ có thu hoạch rất là cao. Thì khi họ thu hoạch rất là cao thì họ phải đóng thuế cao. Thì họ lấy cái tiền mà họ bảo hiểm cho cái nhà, cái tiền bảo trì cho cái nhà, cái tiền sửa nhà, tiền chi phí để cắt cỏ này kia đó thì nó trừ vô cái tiền thuế thì họ sẽ được giảm thuế nhiều. Rồi khi sau này đó cái nhà của họ đó khi mà họ lớn tuổi thì có thể là bán để lấy tiền dưỡng lão, hoặc là họ dùng cái reverse mortgage, nghĩa là dùng cái nhà đó cầm cho nhà ngân hàng để lấy tiền để già sinh sống. Và khi nào mà họ mất á, thì là con cháu sẽ bán cái nhà đó đi, rồi mượn tiền nhà băng để sống được bao nhiêu á, thì trả lại đó, rồi con cháu giữ cái nhà. Thường thường là con cháu tiếp tục ở nhà của cha mẹ để lại, con cháu lấy tiền của con cháu trả tiền giúp người già tiền hưu, rồi con cháu giữ cái nhà. Thì khi mà họ cần qua đời thì họ để cái nhà để lại cho con. Thành ra mình thấy người không có giàu bao nhiêu mà họ được ở nhà lớn
tại cái nhà lớn đó là không phải họ mua, cái là nha cha mẹ họ để lại, thành ra họ không có chi phí nặng về cái chuyện mà trả tiền lời mortgage. Còn nếu mà thành ra nếu mà mình không có làm nhiều tiền đó, nghĩa là không phải là mình không đủ tiền để trả mortgage, nhưng mình còn phải để dành tiền để sau này về hưu, đầu tư về hưu để mà bây giờ mình có tiền mình ở đó, thì mình đừng có mình cũng tránh đua đòi với người khác để mà mua nhà cho to. Nhà càng to thì là sở phí nó càng nhiều, thuế nó càng nhiều, to thuyền lớn sóng mà bạn. Bây giờ mình có thể, nếu có cái mà mình mua nhà to là như vậy, nếu mình chịu nổi mà sống chung với người khác thì mình mua nhà to rồi mình cho mướn phòng. Thì thường thường người ta vậy, người ta lựa những cái nhà nó có 2 tầng lầu mà có lối lên xuống riêng, thì tạo lập một thế nào mà cái tầng kia là nó cũng có cái nhà bếp của nó có nhà tắm của nó, thì nó không có đụng chạm tới cái nhà chính của mình. Còn nếu mà cho mướn phòng thì là phải mình phải mua cái nhà có split plan, tức là cái nhà vô là phòng khách rồi phòng ăn, rồi một bên đó là phòng master bedroom, là phòng chính đó, là có nhà tắm riêng master bedroom, mình khóa cửa lại là không ai vô xài phòng tắm của mình mà không ai vô trong cái phòng chính của mình. Rồi cái ở bên 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 kia là thường thường là 2 cái phòng. 2 phòng thì nó có khi nó có mỗi phòng nó có nhà tắm riêng, còn mỗi phòng thì có khi nó cũng có một nhà tắm chia cho 2 phòng, nhưng mà nhà nó mướn cái phòng nào có nhà tắm riêng thì là được giá nhiều tiền hơn. Thì người người Mỹ nó đóng 2 cái cửa thông vô nhà đi, rồi nó làm một cái nhà bếp, một cái bàn mà có để một cái bếp điện, cái tủ lạnh cho 2 bên mỗi phòng vậy đó, rồi nó làm thêm cái nhà tắm để mà mỗi nhà có riêng. Còn có người thì cái nhà nhà xe đó, garage đó, họ sửa lại thành thành một cái phòng lớn đó. Họ sửa lại có cửa riêng, rồi có để một dàn bếp riêng để cho người ta sống riêng, thì nó không ra vô nhà mình. Thì nếu mà mình chọn lựa kỹ người cho mướn thì cũng 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 là một cách để làm ra tiền, nhưng mà nó cũng có cái nhiều cái phiền toái khi mà mình phải chia cái không gian sống của mình với người khác. Tuy rằng là không có ra vô chỗ gặp nhau, nhưng mà cũng là chẳng lẽ người ta ở ra mình cũng xã giao, rồi họ cũng qua lại phòng khách với mình cho vui vậy đó, thì nó có nhiều vấn đề khác xảy ra ha, mà mình cũng không có đi nhắc tới nhiều, tại có người bị có người không bị á, cũng như là họ qua rồi họ phá nhà mình, hay là họ dụ dỗ con mình, hay là họ dụ dỗ vợ mình chồng mình, nói như có nhiều nhiều cái lắm. Thì nếu mà ở yên lành á, thì là cũng tránh cho mướn nhà. Còn nếu mà có người mình quen ở chung á, được á, thì đó cũng là một cách. Nhưng mà nhà mà càng to ha bạn, thì cái sở phí nó càng nhiều. Khi mà bạn mua một cái nhà để bạn ở, thì bạn nên đi tìm cho kỹ, nhớ là đừng có xa lắm chỗ bạn làm, tại vì lái xe đi về mỗi ngày đó tốn tiền xăng thứ nhất, thứ hai nữa bạn phải đi lên xa lộ để bạn lái xe đi làm, thì có khi nhiều khi bạn đi về tối về mệt mỏi á, rồi lái xe xa lộ đó, khi trời mưa hay đường trượt là có thể là có những tai nạn xe cộ xảy ra. Thành ra nhà mà gần chỗ làm thì tốt hơn, bởi vì những chỗ nhà nào mà gần những công ty mà làm thường thường là nó hơi giá cao hơn chỗ khác. Nhưng mà nếu mà mình tìm mình có chịu khó tìm, có nhiều khi người ta cần bán gấp thì người ta bán mình giá phải chăng hoặc là thấp ha. Rồi nếu mà mình có con á, thì mình nên chọn nhà chứ đừng có xa trường học, hoặc là nó có trên cái đường mà xe buýt tới đậu đón nó đi, có nhiều chỗ thì xe buýt nó tới đón đón đứa học trò ha, thì trong một khu vậy đó, nó có chỗ đó, một cái chỗ đậu rồi mấy đứa học trò sáng tới đó xe buýt tới đón, rồi mình phải tới mình có cái trường học, mình phải dò cái trong Google cái trường học đó đó nó rating đánh giá bao nhiêu, nó được mấy mấy ngôi sao, trường tốt hay trường xấu ha, rồi mình mới tới
Trường mình coi chung quanh cái trường đó, coi mà tới mình coi người cái người mà sống chung quanh, hay là người tới chung quanh người đón đó, đón con người ta, để cái mình có hỏi là những người thế nào, để tại vì cái đó là cái chứng nhận cái xã hội á, cha mẹ sao thì con vậy. Nếu mình thấy cái người mà nó hỏi dữ quá này kia thì mình cũng đừng có nên đi cho con mình học những trường đó, để sau này khỏi có nhiều chuyện xảy ra. Thì bạn phải hỏi những cái trường tốt trước khi mà đi mua nhà để cho con mình đi học, nếu mình có con rồi. Nếu mà cái nhà đừng có xa quá những chỗ bác sĩ nè, những nhà thương rồi đó, những y tá. Nếu mình có người người lớn tuổi ở nhà hay là bệnh hoạn thì mình đừng có làm xa quá, để mai mốt người ta nằm nhà thương mình có đi theo, mình vô theo mình coi ha, mình chăm sóc. Thì đó, đừng có nên mua nhà lớn quá, chi phí nhiều, mortgage nhiều, nó nặng gánh, rồi mình sẽ gãy gánh. Mình chỉ mua nhà chỉ vừa đúng túi tiền của mình thôi. Mình thấy người ta sao bạn mình mua nhà to quá, rồi mình nói sao mình mà rồi về mình sao mình mua nhà to vậy. Đừng có bắt chước bạn, mình không biết tình trạng kinh tế ngày sau người ta ra sao. Mình đi bán bất động sản, mình thấy có nhiều người đó thì thường thường nhà nhỏ thì người ta ở ở bền, mà nhà lớn đó, thì họ hay hay bán, xong thời gian chịu chịu đựng không nổi thì bán, nặng quá nặng gánh quá không bán. Thì hôm nay là mình nói một chút xíu về cái vấn đề mà tại sao ở Mỹ thì không nên mua nhà to. Chào các bạn, hẹn là gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Mình sẽ nói thêm về chuyện mua condo ở Mỹ là thế nào. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và làm ăn phát tài. Bye bye.